ăn chia tại hội nghị Trung ương 9, chiếc ghế quyết định Tô là kẻ săn mồi hay thành con mồi. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 sắp tới sẽ diễn ra vào 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 để bàn với nhân sự cho hai vị trí tứ trụ đang bị bỏ trống. Cho đến thời điểm này, gần như chắc chắn Tô Lâm sẽ là tân chủ tịch nước và Trần Thanh Mẫn sẽ là chủ tịch Quốc hội. Trường hợp ông Trần Thanh Mẫn không được dư luận quan tâm nhiều, bởi ông Mẫn chỉ là kẻ vô tình vớ được bảo bối do các phe phái chiến nhau gây ra. Ông Mẫn vốn hiền lành, không tham gia đấu đá, thế mà tự nhiên được lên tứ trụ trong khi bao nhiêu người tham gia phe này đánh phe kia để mưu cầu quyền lực thì lại không được gì. Có lẽ chỉ ông Mẫn ngồi vào ghế chủ tịch Quốc hội mới khiến Tô Lâm an tâm, bởi ông không có tham vọng tranh đoạt với Tô Lâm như Vương Đình Huệ. Tô Lâm đợi đến ngày làm tân chủ tịch nước. Ông Tô Lâm được dư luận quan tâm nhiều nhất bởi ông chính là kẻ gây ra hỗn loạn trên thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ghế chủ tịch nước bị ông đốn ngã nhưng chính ông lại không chịu ngồi vào, bởi ông phải dẹp hết những đối thủ để cạnh tranh với ông và thiết lập một hậu phương vững chắc thì mới chịu ngồi. Chính vì thế mới gây ra cảnh ghế này bỏ trống suốt gần 2 tháng qua. Giờ đây ghế chủ tịch nước đã định hình, tuy nhiên dư luận vẫn không rõ ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an. Chỉ còn rất ít thời gian trước Hội nghị Trung ương 9, nhưng cả dư luận và những tờ báo uy tín lớn nhất vẫn chưa xác định được nhân vật sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an là ai. Có đến 6 cái tên được đưa ra, đó là Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú, ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang. Và bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Duy Ngọc. Ba người đầu tiên thì có lợi thế là vì đương kim ủy viên Bộ Chính trị, trong đó hai người từng công tác trong ngành công an. Ba cái tên sau cùng là cấp phó của ông Tô Lâm, cả ba đều mang quân hàm thượng tướng và đều là ủy viên Trung ương Đảng. Một số phân tích dựa vào tiền lệ đối với ghế bộ trưởng này, từ đó người ta đưa ra suy luận rằng Bộ trưởng Bộ Công an phải là người ủy viên Bộ Chính trị, thường là đại biểu Quốc hội. Thậm chí trước đây có trường hợp ông Lê Hồng Anh chưa hề kinh qua vị trí nào trong ngành công an nhưng được phong đại tướng, rồi giao cho chức Bộ trưởng Bộ Công an. Lúc đó ông Lê Hồng Anh chỉ là ủy viên Bộ Chính trị, chưa có tiền lệ nào từ ủy viên Trung ương Đảng lên nắm chức Bộ trưởng này. Như vậy nếu căn cứ vào tiền lệ thì rõ ràng các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc sẽ bị loại. Thậm chí cả Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều không phải là đại biểu Quốc hội. Vậy thì nếu căn cứ vào tiền lệ, hai đệ ruột của ông Tô Lâm bị loại trước tiên. Nếu tân Bộ trưởng Bộ Công an mà không phải là một trong hai người này thì xem như Tô Lâm đã thất bại. Thực ra tiền lệ chỉ là một yếu tố để xem xét mà không phải luôn đúng, bởi chế độ này vận hành dựa vào quy tắc mạnh thắng, yếu thua, và kẻ mạnh sẽ tạo ra tiền lệ. Chẳng phải chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ỷ vào thế của mình quá mạnh để phá bỏ giới hạn tuổi và giới hạn nhiệm kỳ để tự cho mình hai lần được hưởng suất đặc biệt đấy hay sao? Nếu không có sức mạnh vô đối trên chính trường thì ông có làm được như thế hay không? Khả năng để đưa Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an phụ thuộc rất nhiều vào thế và lực của ông Tô Lâm. Nếu Tô Lâm đủ mạnh vượt qua được phần còn lại của Bộ Chính trị thì ông hoàn toàn có thể đưa đàn em lên. Nếu không, phe ưng yên của ông sẽ thất thủ tại Bộ Công an. Cuộc chiến hiện nay đang phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi bên, chứ không phụ thuộc vào tiền lệ. Ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay sẽ quyết định sức mạnh thực sự cho Chủ tịch nước. Nếu phe ưng yên nắm Bộ Công an, Tô Lâm sẽ là kẻ săn mồi. Còn nếu không có khả năng, Tô Lâm đã trở thành con mồi cho thế lực khác. Ai sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an đang là điều mà dư luận đặt câu hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ăn chia Hội nghị Trung ương 9, chiếc ghế quyết định Tô là kẻ săn mồi hay thành con mồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Ngồi ghế Chủ tịch nước, Tô đang thách thức cả hồn ma ám ghế.
cuộc chiến cung đình do Tô Lâm phát động giờ đây sắp kết thúc giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 1 với mục tiêu tạm chiếm ghế chủ tịch nước, đạt mục tiêu này Tô Lâm sẽ tránh được giới hạn tuổi, giới hạn 2 nhiệm kỳ ở Bộ Công an và kiếm suất đặc biệt để bước lên đỉnh cao danh vọng là ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, ghế chủ tịch nước lại là chiếc ghế đầy hung hiểm, xui xẻo. Từ sau cái chết đầy bí ẩn của ông Trần Đại Quang, cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, thông qua không một ai ngồi ghế này mà lại không yên ổn, kể cả ông Tổng Trọng. Trong trường hợp ông Lương Đăng Quang nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an và Tô Lâm phải ngồi ghế chủ tịch nước, thì rõ ràng vị thế của Tô Lâm không giống với Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. So với hai vị chủ tịch nước đã ngã ngựa, Tô Lâm có thế tựa vững chắc hơn. Ghế chủ tịch nước trở nên xui xẻo từ sau cái chết của ông Trần Đại Quang một cách hết sức bí ẩn. Giả sử việc ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an và ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước trở thành sự thật, thì liệu Tô Lâm có thể vượt qua được lời nguyền của chiếc ghế ma ám này hay không? Khi Tổng Trọng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước vào năm 2018, thì thế và lực ông còn cao hơn cả Tô Lâm bây giờ. Ông Trọng lúc đó vừa là nhân vật số 1 trong tứ trụ, vừa nắm Bộ Công an, vừa là bí thư Quân ủy Trung ương. Thế mà ông còn suýt tòi mạng và để lại hậu quả là dù chữa trị thế nào, ông cũng không thể đi đứng bình thường được nữa. Khi đi, đều phải có người dìu. Cho đến nay, vụ ngã bệnh của ông Trọng tại Kiên Giang là do người làm hay do trời làm, vẫn còn là một bí ẩn đầy thách thức. Nếu Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước mà Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc không nắm được chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì thế của Tô Lâm chẳng khác với cái thế của Trần Đại Quang trước đây, và cái kết cho Trần Đại Quang thế nào thì ai cũng thấy rõ. Thậm chí nếu rơi vào trường hợp này, Tô Lâm còn gặp nguy hiểm hơn Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng rất nhiều, bởi Tô Lâm đã gây thù chuốc oán quá nhiều với các đồng chí trong Bộ Chính trị và trong Trung ương Đảng. Kết thúc giai đoạn 1, có thể Tô Lâm đạt được mục đích, tuy nhiên, ở giai đoạn 2, việc giành lấy ghế Tổng Bí thư có lẽ sẽ không dễ dàng với Tô Lâm. Trong vai trò là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Trọng có thể đem quân đội ra để đối phó với Tô Lâm. Hơn nữa, Phan Văn Giang cũng không thể ngồi yên để cho Tô Lâm tự tung tự tác. Bởi một khi Tô Lâm chiếm được ghế Tổng Bí thư, thì ông cũng mặc nhiên trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương và là cấp trên của Phan Văn Giang về mặt đảng. Một khi Phan Văn Giang ra mặt đối đầu, thì Tô Lâm sẽ không còn dễ dàng như những trận chiến vừa qua. Trong quân đội có đầy đủ các cơ quan an ninh, cơ quan điều tra và tổng cục tình báo. Ở khía cạnh điều tra, quân đội không thua gì công an, nếu không nói là mạnh hơn về mặt tình báo. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, liệu ông Tô Lâm có tránh được lời nguyền hay không đang là câu hỏi đặt ra. Hiện nay, công ty Xuân Cầu của Tô Dũng là em trai của Tô Lâm đang bị quân đội điều tra. Đây chính là mối hiểm họa tiềm ẩn rất lớn với Tô Lâm. Dù nắm chắc Bộ Công an nhưng trước quân đội, có thể Tô Lâm vẫn bị gục ngã như thường. Khi Tô Lâm vẫn chưa đạt được chiếc ghế Tổng Bí thư thì vẫn chưa có điều gì chắc chắn cả. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Như vậy, dù ngồi ghế chủ tịch nước vẫn nắm được Bộ Công an nhưng cũng không thể an tâm mà ngồi ghế Tổng Bí thư. Trở thành chủ tịch nước thì cũng mặc nhiên là ủy viên thường trực Quân ủy Trung ương và là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang trên danh nghĩa. Tuy nhiên, vẫn là cấp dưới của Tổng Bí thư về mặt đảng, mà trong hệ thống chính trị tại Việt Nam, đảng lãnh đạo chính quyền. Ở thế về ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Lâm cần phải điều khiển Bộ Công an đi đúng quỹ đạo của mình, may ra mới có thể an toàn. Tuy nhiên, đó chỉ là cách đối phó với con người, còn một khi trời hại thì Tô Lâm có mặt thoát đằng trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Ngồi ghế chủ tịch nước, Tô đang thách thức cả hồn ma ám ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Chấm đề.